Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Nên mới suy khiến ta gặp gỡ được nàng trong đêm nay. Dạ, thiếp là Dương Tường, tự hào Nguyệt Chiêu Quân. Còn ngài? Ta, ta là Hán Dương, tỷ gì muôn dân trăm họ. Hán Dương, còn thiếp nghe loài hoa. Bye.
còn quan lạnh. Nếu quả đây là duyên mộng của đôi ta, thì Hán Dương này xin được phép đưa nàng về cung vàng điện ngọc. Không, thiếp không bao giờ khước từ lòng thương mến của quân vương. Thiếp ngại ai kia sẽ chỉ là ngọn đông phong, chỉ đến một lần thôi rồi để lạnh cho lòng thiếp muôn đời. Đây là duyên mộng của chúng mình, cho nên mơ suy khiến mình được gặp gỡ đêm nay. Sao vẫn còn đứng đó ngơ, chưa sát vào nhau khi vòng tay ta mở rộng. Ta sẽ ấp yêu cho nàng hơi ấm, đừng để sương trời làm lạnh lẽo hồn đơn. Chiêu quân, hãy lại đây với ta, lại đây với ta. Margin Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lidl Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe, đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Margin xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714-554-1998, 554-1998.